Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để cho bạn bè mình bằng nhiều ứng dụng Messenger ở trên phiên bản Android. Đầu tiên các bạn vào Google, nhập cho mình cái trang web đó là Messenger. Đây, messenger.com, bạn nhập vào đó. Đây, nó sẽ ra một cái trang như thế này. Các bạn bấm vào nó quay chấm. Nó có chữ thêm vào màn hình, bấm vào. Messenger đã có tên sẵn nên các bạn không cần nhập thêm lại. Vậy các bạn bấm thêm. Lập tức là sẽ có thêm một ứng dụng Messenger nằm trên thiết bị của các bạn.